Ngày nay khi các doanh nghiệp ngồi với nhau, họ có thể nói với nhau rất nhiều chuyện, chia sẻ với nhau rất nhiều vấn đề. Nhưng khi đề cập đến câu chuyện về kinh doanh và mong muốn thành công thì họ đã không còn nói đến câu chuyện quản trị và bán hàng như những thế hệ đi trước nữa rồi. Mà quản trị và marketing lại là câu chuyện ưu tiên, làm đau cái đầu của không biết bao nhiêu CEO đi tìm điều kiện cần và đủ để giải phương trình đường cầu cho doanh nghiệp. Bởi lẽ khi hai thứ này kết hợp lại với nhau, ta có quan điểm kinh doanh mới rằng mọi việc mà chúng ta làm đều cốt là để giữ chân khách hàng. Lợi nhuận sẽ chính là cái kết quả của quá trình đó. Và đây cũng chính là câu chuyện thương hiệu và cũng là kim chỉ nam trong suốt toàn bộ quá trình kinh doanh của Brand Skitter. Xin chào, tôi là Lê Hoàng, hiện tại đang là CEO và founder của Brand Skitter Việt Nam, một công ty chuyên về marketing B2B với nhiều năm kinh nghiệm thành lập từ năm 2017 cho đến hiện tại. Với nhiều năm nằm gai nếm mật từ khi startup cho đến nay, chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các doanh nghiệp như là Grab này, The Pizza Company hoặc là Pedigree hoặc là FGU Đại học Ngoại thương đấy ạ, hoặc Seoul Spa vân vân, với một trong ba hoặc là cả ba hạng mục công việc như sau. Thứ nhất, đó là xây dựng thương hiệu bài bản, không chỉ giúp cho xây dựng ad flow chi tiết để có thể tiết kiệm chi phí thực thi khi mà chạy các chiến dịch digital như là Facebook, Google, Zalo và TikTok, mà brand còn xây dựng chiến lược branding cho thương hiệu đi lên để khách hàng có thể tự tìm tới, giúp chia sẻ gánh nặng cho phòng kinh doanh hay là tăng thị phần thông qua các chiến dịch marketing như là thuê KOLs, KOC, báo đài, TVC, event, logo hoặc slogan hoặc music marketing, cho tới cái việc mà thiết kế các chương trình tăng hay giảm giá phù hợp hoặc là phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ hai, đó là truyền thông nội bộ, để quân hiểu ý tưởng hay chí ít là các thành viên bên trong các phòng ban của chúng ta thôi ạ, the same về mặt tư tưởng. Thôi cái việc mà cứ vài ba tháng cho đến một năm cứ phải nộp đơn xin nghỉ vì lý do không hợp văn hóa, và để giảm gánh nặng cho phòng nhân sự thì chính bộ phận marketing cũng phải thực thi vô cùng tốt câu chuyện về văn hóa và giá trị cốt lõi và các quy trình làm việc và các hoạt động gắn kết của công ty đó từ trước đó. Và thứ ba, đào tạo và xây dựng phòng marketing. Cuối cùng thì Brand Skitter còn có một học viện marketing vừa đào tạo online vừa đào tạo offline theo yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Và hãy cứ yên tâm ạ, chất lượng của mỗi một khóa học đều được dựa trên ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là về chuyên môn sâu, thứ hai trải nghiệm rộng và thứ ba là sư phạm tốt. Sau gần ấy năm khởi nghiệp, tính từ đầu năm 2023, Brand Skitter tuy là mới chỉ có khoảng tầm độ hơn 500 doanh nghiệp khách hàng hợp tác từ Việt Nam cho đến Singapore và hơn 2.000 học viên của Học viện Marketing, nhưng hầu hết đều có một cái đặc điểm chung sau khi vượt qua thời gian đầu hợp tác khá là gập ghềnh, đó là đều giữ cho Brand Skitter một tình cảm chân thành. Và kết quả hợp tác thì vô cùng tốt đẹp, mặc dù đôi khi hình xin của đồ thị vẫn đâu đó có lúc đi xuống. Cũng là bởi do văn hóa doanh nghiệp của Brand Skitter với khách hàng từ đó đến nay vẫn như một, làm việc như một chuyên gia, cơ động và nhiệt tình như những người trẻ mới vào nghề, tức là freelance đấy ạ. Và quan tâm đến lợi nhuận của khách hàng và cộng hưởng để thương hiệu của nhau cùng đi lên. Còn đối với đội ngũ của Brand Skitter thì sao? Để có thể vận hành tốt các kế hoạch marketing cho các client, nhân sự của Brand Skitter được tuyển dụng phải đi đầu, phải đồng nhất về mặt quan điểm, tư tưởng, văn hóa làm việc. Ví dụ như chính trực, trung thực và trung tín trong cái nhiệm vụ được giao, trách nhiệm với kết quả đạt được hoặc là tiên phong về vị trí chuyên môn hiện tại và truyền thừa, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho người đến sau. Tất cả những điều trên đều tạo thành một quy trình và một tổ chức hoàn chỉnh, giúp đối tác làm việc với Brand Skitter sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc và con người để đi thẳng vào giải quyết các vấn đề của hiện tại. Cũng là bởi doanh nghiệp bây giờ thì cần phải có quản trị, mà quản trị thì không thể tách rời với marketing, mà marketing thì lại vô cùng rộng lớn. Thế nên hãy để cho Brand Skitter thực thi đúng tầm nhìn sứ mệnh từ khi mới thành lập, đó là trở thành quản gia về mặt thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn từ nay về sau. Làm việc với Brand Skitter không đơn thuần là thuê một phòng ban marketing để thực thi một công việc nào đó cho bạn, mà bạn còn sở hữu trọn vẹn cái đầu và cái số năm kinh nghiệm lăn lộn trên thị trường của toàn bộ đội ngũ và những cái giải pháp chiến lược để giải quyết các vấn đề hiện tại. Truy cập vào brandskitter.com hoặc là hotline 0901196419 để tìm hiểu và đặt vấn đề. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong lần bắt tay hợp tác kế tiếp.